Bộ Y tế vừa có yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát các đối tượng tiêm và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 theo đúng quy định trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Theo đó, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên, đặc biệt là các tỉnh, thành phố có dịch diễn biến phức tạp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định các đối tượng tiêm chủng phù hợp với tình hình thực tế, chỉ đạo việc rà soát các đối tượng tiêm theo đúng quy định và chỉ đạo thực hiện tiêm chủng tối đa số vaccine được cấp, bảo đảm an toàn, hiệu quả, tăng diện bao phủ tiêm chủng. Các tỉnh, thành phố có diễn biến dịch phức tạp, ưu tiên tiêm cho đối tượng tại Nghị quyết 21 của Chính phủ và Quyết định 3355 của Bộ Y tế, tổ chức tiêm ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu, người có bệnh lý nền, người cao tuổi. Đến nay, cả nước đã tiêm hơn 4,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19.